Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, thưa toàn thể Phật tử gần xa. Công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nên người con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Cũng vì ý nghĩa ấy mà hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý, tại chùa Phật Lâm, tọa lạc thôn Hiệp Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, được hướng dẫn của Đại Đức Trụ Trì, gia đình Phật tử Khánh Hoàng đã thiết lễ cúng dường trai tăng và lập đàn chẩn tế bạc độ, nguyện cho tất cả chúng sanh được bình an khỏe mạnh, vượt qua dịch bệnh. Nguyện cầu siêu độ cho cửu quyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư vị hương linh, tiền hậu công đức, vong linh vô danh, pháp giới cô hồn, nương vào oai đức của Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương, vị giáo chủ cõi u minh, siêu sanh thoát quá. Đúng 18:30, Đại Đức Thích Nguyên Duyên, đương vi sám chủ đàn, cùng ban kinh sư đã tiến hành khóa lễ giải quan bạc độ. Trong hành lễ, Đại Đức sám chủ sử dụng ấn chú và cây tích trượng trong hình thức giải quan, triệu thỉnh phá địa ngục, giải tội khiên, sám hối quy y. Giải quan bạc độ có nghĩa là cởi bỏ quan khiên trói buộc, nhổ sạch phiền não, đưa hương linh qua sông mê về bến giác. Lễ giải quan bạc độ mang một tính cách vô cùng quan trọng là ta luôn nghĩ đến những quan hồn uổng tử đang chơi vơi nơi cảnh ngạ quỷ cô hồn, chưa được siêu thoát, mong được quá giải cứu độ. Nói đến cứu độ vong linh, cô hồn, ngạ quỷ, hay nói cách khác hơn để chúng ta dễ hiểu là cứu vớt con người còn sống, vượt lên khỏi vực sâu cả ngàn mét, chắc sẽ còn dễ hơn vạn lần so với các vong linh được ra khỏi địa ngục u minh tâm tối. Hình thức dẫn độ hương linh qua cầu từ bến mê về bờ giác, bẻ gãy chiếc cầu giữa đôi đường mê giác, ân cần nhắc nhở chư hương linh đoạn tuyệt với quá khứ xấu xa, chuyên tâm tu hành thánh đạo, đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện, độ nhất thiết chúng sanh.
Oh,
Minh quân đô thì chuyện luôn
sứ già kiếm má ơi quan lâm phát hội hương ấy hoa cùng mẹ thánh chung ma
thất tu phục vị trần thánh tiên tiên lâm trần thánh ba tiên lâm vô thì ba tiên lâm trần thánh mi pháp danh tự phúc thiện tiên lâm quyền phúc Thank you.
Bồ Tát giáng lâm mà dưới hắc ám ngũ vương ngục tốt thành đồng mà lý sách chín tướng nghiêm tỳ gà a công chưa tay đi chèo thuyền lại nước hay tam tạng kinh nên lòng mà phát nguyện ở chốn diêm mà phù ngục mà nội đưa văn mà tội thanh đề đi xiếc mà kể cùng cầu Phật tố và từ bi quan giang đào tràng hổ để tử khai đàn bạc na đổ Yeah.
phàm cư huyên thân, vọng đồ âm dung, khóc tích trưởng như đáo âm cung, thọ cả trở lại thừa Phật lực. Bạch Liên dị pháp, y tôn giả lai đau một tình, kiêm tích khâu môn, trưởng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kim thời Quán Lâm ngục sở hôn mẹ hoa hình hôn mẹ hoa phòng mẹ thân Thần quang trung tướng lê lê địa ngục
địa ngục ma phố lường, địa ngục a thi địa ngục huyết buồn mà chúa già thần quan cứu đầu ngục túc quỷ sứ diêm là chúa già thần quan phán tòa liên tòa giáng vô ngục mà trung mà chứng minh ngục sở hôn mẹ hoa hùng mẹ thuận Di đà ca na ta pa ya nam mô a di đà.
di ca ya ya na di ta ca ta ta ma thần lực cố sở hữu chư thú địa
tỳ thuận du hoa kiên nhược giả thu đông môn giả hiểu giết ngô đầu tiểu xuân danh là vô độc mà quý quang khai môn khai môn hồi hà nhân lai đáo tòa đông phương môn dám kêu ta khai nói ta là đệ tử Như Lai hiểu địa tạng từ tôn xuống đông phương môn cứu thoát oan hồn hiền nhờ gã khai tỳ ngục nội nói rằng Như Lai đệ tử hiểu địa tạng từ tôn xuống đông phương môn cứu thoát chư oan hồn thì có sách hay là khẩu phán trên Như Lai sắc phú dưới ta phải thi hành là đẳng đồng âm thỉnh nghe tuyên cáo có cáo đạp nghe sở hữu cáo văn nghệ thần tiên tâm mê bảo tây mình thích ca Như Lai vì giáo địa tạng từ tôn thích nguyên diện hiểu minh lâm y pháp thi anh kim tư việt nam quốc mình là thôn tình hàm thôn nam huyện xã tân thuận thôn hiệp nhân kim vị đại chủ hộ tại khu phố hai phường Bình An quận hai thành phố Hồ Chí Minh cung tự Phật Lâm tỉnh thất trần khánh hoàng đồ thị thánh hà trọng khánh hưng trọng khánh thịnh hiệp toàn gia tham nữ đại tiêu chúng đáng kiên đà phụng Phật tu thiên cung phúng kinh cầu an gia đạo cầu an bốn mạng bạc độ chư vị tiên linh trong thế cô cầu âm dương lượng ngờ kính tượng tập phước tước nhật quy đầu bái anh còn thịnh đông phương giáp mê ốc mọc trống cung mà mèo dị thần quen thịnh tóc đau một tình đã quá một cung khai đang bạc đồ phục mã vi tiên linh trong khanh tiếng tiếng linh tròn khánh ba tiếng linh bò thì ba tiếng linh tròn khánh mỹ pháp danh tự phúc thiện tiếng linh nguyện phúc miên tiếng linh bụi thì thành tiếng linh lương mẹ trường chính tiếng linh lương tròn sơn tiếng linh độ hậu bách tiếng linh nguyện thì trang tiếng linh độ sơn tiếng linh độ thì thanh thuận tiếng linh lỡ gặp phải hồ tiếng linh là thị quý tiếng linh độ thì minh tâm tiếng linh độ thì bích phượng tiếng linh độ thì thanh già tiếng linh đang đang cho bị tiếng linh hoang linh xuất ly địa một độ tiếng thấy quan minh trạng trong thiên toàn từ ổn liên quá thành chân giải chư tội khổ các đàn tâm luôn tiêu diêu từ tài vĩnh ly ưu em thừa thứ
dịch trường tu di cao gia hộ phụ cao hạ con hình đông hương phong lối địa ngục quyết môn mà chú gia thân quan thập quy số diêm la thu môn ngục thần nghệ a ma la sát không thích ấy hoàng lên bên trung mà thâu chấp mấy con cao tê thứ thành tí liên lục và hoàng thập mê cư ngập thời cáo mạng giúp cư lai tâm thì hữu sắc gấp thừa hành gấp thừa hành thừa đồng môn thiết mở thiết thành chấp mà văn cá về tâu diêm chúa ngân thầy thầy triều thầy tính thầy sớt vòng lên thầy còn thầy tính thầy triều vòng lên cho đại vòng lên là vòng lên đàn đàn ấy chúa chúa thầy đã đàn giúp quật khổ tiêu diêu đồ dây quật khổ là đồ tiêu diêu tam quật khổ là tiêu diêu đồ văn phong mà tiêu đỏ tóc dối theo thầy lên sáng một lớp hội đất trong gian về chốn là ban tiêu diêu từ thầy tiêu diêu lên sáng là tháng ngày hai lớp hội đất trong gian về chốn là ban tiêu từ thầy tiêu diêu lên sáng là tháng ngày ba lớp hội đất trong gian về chốn là ban tiêu diêu từ thầy tiêu diêu xuống theo thù là thọ là vạn phước gắt là cấp bình đẳng dòng giả tạo siêu thanh dây gắt là gắt tình đăng đại chủ họ phước thanh tam gắt là cấp tình đăng hung thần dây cầu tăng xuống theo thù là thọ là vạn phước đại ngục mà dòng đào xưa
quỳ trước đại bi hương linh, quỳ trước địa ngục nam hương thiện thành điện Ah.
nhất là nhất ba vô lượng Phật tùng Phật lễ bái lễ chân như phô lễ chân như biên pháp